tên yêu rau xanh giết người hàng loạt. Những ngày đầu giải phóng, thành phố Sài Gòn xảy ra hàng loạt vụ trọng án như hiếp dâm, giết người, đốt xác, cướp của giết người, bắt cóc tống tiền gây hoang mang dư luận. Những chiến sĩ an ninh vừa hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc lại tiếp tục bước vào một cuộc chiến mới, chống lại cái ác vì sự bình yên của cuộc sống người dân. Trong cuộc chiến ấy, máu của không ít cán bộ chiến sĩ tiếp tục đổ xuống. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đầu năm 1976, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra 3 vụ trọng án. Nạn nhân là 3 cô gái xinh đẹp bị cưỡng hiếp, giết và đốt xác. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác định danh tính nạn nhân và truy xét bắt giữ hung thủ, đồng thời làm rõ 6 vụ án khác tương tự mà lực lượng cảnh sát Sài Gòn trước giải phóng bó tay. Ghé thăm đại tá Thái Doãn Mẫn, 8 Nam, một ngày cuối tháng 3, gần 43 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Ở tuổi 95, sức khỏe của ông đã giảm sút nhiều, suy sự thông tuệ và trí nhớ vẫn còn rất minh mẫn. Không chỉ là khắc tinh của những tên ác ôn, sau ngày giải phóng, đại tá Thái Doãn Mẫn, nguyên phó ban an ninh T4, nguyên phó giám đốc thường trực công an thành phố Hồ Chí Minh, còn là người trực tiếp chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự phá nhiều vụ án chấn động dư luận cả nước, đưa những tên tội phạm khét tiếng ra ánh sáng và trừng trị theo pháp luật. Tay run run lật từng trang sách, đại tá Thái Doãn Mẫn ngậm ngùi nhớ lại. Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 1976, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra 3 vụ giết người đốt xác gây chấn động dư luận. Nạn nhân là 3 cô gái xinh đẹp tuổi còn rất trẻ. Vụ đầu tiên được phát hiện vào rạng sáng một ngày đầu tháng 1. Đang thu gom rác, các công nhân vệ sinh phát hiện tại một bãi rác công cộng ở thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh, một xác chết cháy và lập tức báo cho công an huyện và phòng cảnh sát trị an. Ông Lê Văn Thiện, Tám Vĩ, trưởng phòng, chỉ đạo đại úy Võ Tấn Thành, Hai Thành, đội trưởng chấp pháp tiến hành điều tra. Nạn nhân là nữ, thi thể đã bị cháy hoàn toàn nên không thể xác định được nhân thân. Công tác điều tra chưa có kết quả thì một xác chết cháy nữa được phát hiện đúng vào ngày 8 tháng 3 tại bãi rác công cộng trên xa lộ Hà Nội, huyện Thủ Đức. Nạn nhân cũng là nữ, bị cháy hoàn toàn, chỉ còn một ít xương. Vụ án một lần nữa đi vào ngõ cụt vì công an không xác định được tung tích nạn nhân. Dư luận chưa hết bàng hoàng thì sau đó một tuần, công nhân vệ sinh lại tiếp tục phát hiện một thi thể nạn nhân thứ 3 tại đống rác trên đường Điện Biên Phủ, quận 3. Trước diễn biến nghiêm trọng này, ông Lê Văn Thiện quyết định báo cáo trực tiếp toàn bộ vụ án cho đại tá Thái Doãn Mẫn, nguyên là phó giám đốc thường trực công an thành phố Hồ Chí Minh, phụ trách khối cảnh sát. Ông Mẫn kể: "Tôi lập tức đến hiện trường vụ án. Lúc ấy khoảng 2 giờ sáng, nạn nhân là nữ, thi thể bị cháy hoàn toàn, chỉ còn sót lại một mảnh vải quần lót màu vàng. Nếu không nhanh chóng tìm ra tung tích nạn nhân, thì kẻ thủ ác sẽ tiếp tục ra tay với các cô gái khác." Trằn trọc suốt đêm tìm cách phá án, đại tá Thái Doãn Mẫn quyết định bằng mọi cách phải lấy cho được dấu vân tay của nạn nhân. Trời vừa mờ sáng, ông Mẫn đến nhà giáo sư bác sĩ Dương Quang Trung, giám đốc Sở Y tế. Ông Trung cung cấp một loại thuốc đặc dụng và hướng dẫn cách giải thuốc giữ nguyên trạng than bàn tay để lấy dấu vân tay. Ông Mẫn cho cán bộ kỹ thuật hình sự sang nhận thuốc đem về. Quả nhiên, sau khi giải thuốc, bộ phận kỹ thuật hình sự đã lấy được dấu vân tay của nạn nhân thứ 3. Tra cứu hàng vạn tàn thư căn cước chế độ cũ để lại, cán bộ kỹ thuật hình sự xác định vân tay nạn nhân thứ 3 trùng khớp với dấu vân tay trong căn cước của chị Phạm Thị Thanh Hát, 24 tuổi, ngụ quận 3. Tôi và Tám Vĩ chỉ đạo cho đại úy Hai Thành đến nhà chị Hát. Mẹ của chị Hát cho biết con gái bà đang làm nhân viên phòng thương nghiệp trên đảo Phú Quốc, Kiên Giang, vừa nghỉ phép và trở lại đơn vị được 2 ngày. Đặc biệt, cô cũng có chiếc quần lót vải màu vàng. Phòng thương nghiệp ở đảo Phú Quốc báo Hát đã trễ phép 2 ngày và chưa thấy đến cơ quan. Ông Mẫn nhớ lại. Lưới trời lồng lộng. Đại tá Thái Doãn Mẫn cho biết, tại thời điểm xảy ra vụ án, thành phố Sài Gòn mới được giải phóng, tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội rất rối ren. Cả 3 cô gái bị giết và đốt xác làm rúng động dư luận cả nước. Lãnh đạo thành phố rất bức xúc và chỉ thị lực lượng công an nhanh chóng phá án. Từ các thông tin ít ỏi của người nhà nạn nhân, các trinh sát tiến hành làm rõ các mối quan hệ. Qua nhiều ngày truy xét, nghi can số 1 của vụ án dần dần lộ diện và được giám sát đặc biệt. Đó là một thanh niên khoảng 30 tuổi, to cao, đeo đồng hồ Seiko, đội mũ lưỡi chai màu nâu đã chở Hát bằng ô tô Mazda vào buổi chiều cô mất tích. Anh ta tên là Bùi Hữu Đạt, 31 tuổi, quê Long An. Cha mẹ đi vượt biên, một mình sống trong căn nhà 3 tầng ở quận Phú Nhuận. Sau nhiều ngày điều tra, củng cố chứng cứ, đại tá Thái Doãn Mẫn lệnh cho đại úy Hai Thành cất lưới. Một buổi chiều, phát hiện nghi can đến nhà người bà con ở quận Tân Bình, các trinh sát ập vào nhà khóa tay.
Đại tá Thái Doãn Mẫn kể Bùi Hữu Đạt rất ngoan cố. Suốt 2 ngày liền, hắn một mực phủ nhận việc sát hại chị Hát. Đến ngày thứ 3, điều tra viên quyết định đánh phủ đầu bằng cách mời hắn cùng xem các vết máu trên xe ô tô của hắn. Thấy nghi phạm lúng túng, điều tra viên nói tiếp: có nhân chứng nhìn thấy anh nửa đêm đưa xác chị Hát từ trên ô tô xuống ném vào bãi rác và tưới xăng đốt. Vết máu cô ấy còn trên xe. Anh có cần đối chất với nhân chứng không? Thành thật khai báo để được hưởng khoan hồng. Mặt kẻ thù ác tái mét, hắn khai nhận có sở thích quan hệ tình dục với các cô gái trẻ xinh đẹp. Hàng ngày Đạt lấy ô tô rong ruổi khắp thành phố tìm con mồi. Thấy cô gái nào vừa mắt là giả vờ đụng xe hoặc dừng lại hỏi thăm đường nhằm mục đích làm quen rồi tán tỉnh mời các cô đi chơi. Một buổi chiều, hắn thấy Hát cầm ổ bánh mì đi bộ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 nên dừng xe tán tỉnh rồi mời cô đi ăn tối. Đang buồn vì mới chia tay người yêu, Hát đồng ý lên xe. Sau khi ăn uống, Đạt đưa cô gái về nhà cưỡng bức và dùng dao sát hại. Sau đó, hắn cho thi thể vào bao tải và đưa lên ô tô chở ra bãi rác công cộng tới xăng đốt. Bùi Hữu Đạt khai nhận mình cũng là thủ phạm của 2 vụ giết người đốt xác phát hiện ở quận Bình Chánh và huyện Thủ Đức. Nạn nhân là 2 cô gái rất xinh bị hắn sát hại cùng thủ đoạn như đối với nạn nhân Hát. Kinh hoàng hơn, biết chắc mình sẽ lãnh án tử, Đạt khai trong 2 năm 1974 đến 1975, hắn đã lần lượt cưỡng hiếp và sát hại 6 cô gái xinh đẹp khác, trong đó có 2 nữ sinh mới 17 tuổi và dễ dàng qua mặt lực lượng cảnh sát Sài Gòn. Cảm thông với nỗi đau của các gia đình có con bị mất tích, Đại tá Thái Doãn Mẫn yêu cầu Đại úy Hai Thành lấy lời khai của Đạt về 6 vụ án hắn gây ra trước ngày giải phóng, xác định rõ nhân thân và thông báo cho gia đình các nạn nhân. Hai Thành cùng các trinh sát đến nhà các nạn nhân để thông báo cho gia đình biết về tung tích con em họ và xin ảnh Đạt để nhận diện. Xem qua các tấm ảnh, Đạt xác định đó là các cô gái hắn đã giết hại. Với tội ác đặc biệt nghiêm trọng, Bùi Hữu Đạt bị kết án tử hình về tội cưỡng hiếp, giết người với động cơ đê hèn cùng các tình tiết tăng nặng như hiếp, giết nhiều người, hủy hoại thi thể nạn nhân. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những uẩn khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu. Tất cả sẽ có tại Độc Thám TV.